cái bộ mà cái cơ thể nó thay đổi hết á, và nó thay đổi ra cái hành vi không, từ cái cách cứng không, hoặc là sẽ thay đổi cái hành vi của mình luôn. Tại vì thực ra người ta nghiên cứu người ta nói là cái đầu mình nó suy, khả năng tư duy mình nó nhanh lắm. Ông ví dụ một phút đó mình nghĩ tới khoảng 2.000 từ, nhưng mà mình nói á, nó nhanh dữ lắm thì cũng khoảng từ 200, ai nói dữ lắm là lên tới 300 là dữ dằn lắm rồi. Vậy thì còn lại sẽ đi đâu các anh chị? Biểu hiện qua ngôn ngữ cơ thể nha. Đó, vậy thì khi đó sẽ bắt đầu thay đổi cái cảm xúc của ảnh, rồi bắt đầu thay đổi cái gì các anh chị? Cái hành vi, thay đổi cái cảm xúc, thay đổi hành vi tùy thuộc vào tư duy. Nếu như nào giờ ảnh không có kinh nghiệm đi, tự nhiên cái vậy thì ảnh nghĩ là à, như cô gái ấy thích mình, có cảm tình với mình. Nếu ảnh rụt rè thì ảnh có hành vi khác, còn nếu ảnh là cái người bạo dạn sẽ có hành vi khác. Nếu ảnh dạn dĩ quá, ảnh tự tin quá thì ảnh sẽ gì? À, tiến về cái cô gái đó, đúng không ạ? Có thể chào là bắt tay hết, còn anh dạng có thể hung cô gái đó luôn chẳng hạn. Rồi lúc đó chuyện gì xảy ra các anh chị? Còn cô gái sao không? Đá cô gái sẽ dầu dầu luôn, đúng không? Lúc đó anh sẽ cảm nhận bằng cái gì các anh chị? Xuất giá không? Để em về phân tích ý chỉ là chuyện gì xảy ra đây không? Anh sẽ phân tích, đúng không? Trong quá trình phân tích đó anh sẽ rút kinh nghiệm, thì đó là cái gì các anh chị? Đó là trí nha, nó thành trí năng. Ghi, anh ghi nhận cái đó cho lần sau thì là trí nhớ. Đó thì khi khám tâm thần thì nó sẽ có những cái giai đoạn vậy, không là quá trình từ gì các chị thu nhận thông tin bằng giác quan, quá trình tư duy, rồi biểu hiện qua cảm xúc, rồi hành vi nhé, rồi nhiều cái nữa. Thì đó là quá trình thống nhất, nhưng mà mình phân tích ra từng giai đoạn để mình dễ khám trên cái lâm sàng, cũng như là chia ra để điều trị. Và cái đó gọi là các hoạt động tâm thần. Cho nên là tất cả chúng ta đều có cái hoạt động về tâm thần các chị em. Nó rất là bình thường như vậy đó. Thì hiện nay tôi sẽ giới thiệu các anh chị chút xíu về cái phần lo âu. Cái này á, trong ICD-10 á, thì nó là nằm ở cái mã số F4 các chị em. Thì trong đó là F40.0.0 gì đó. Thì hãy thấy là cho tới 41, 42, 43, 45, 49. Có sẽ chấm là nhiều nữa các anh chị ha. Chị hai cũng giới thiệu các anh chị về cái lo âu. Thì trao đổi với các anh chị cũng ngắn và đơn giản thôi. Và nhiều khi là khi mà trách nhiệm cho các anh chị đó thì chỉ là 4:1 thôi, em dễ hơn đi năm nữa. Đi năm là 3:1, các anh chị chỉ có 4:1 thôi. Và do là các chị tiếp cận với cái này rất là ngắn, cho nên là thường tôi sẽ cho cái câu hỏi trên cái slide thôi các anh chị em. Và những cái cơ chế rất là phức tạp thì tôi sẽ không hỏi nha. Tôi không hỏi về cái cơ chế, cũng như không hỏi sau về cái điều trị các anh chị, bởi vì thời gian mình tiếp cận ngắn quá. Có câu hỏi tình huống, nhưng mà tình huống rất là dễ và rất là điển hình, rất là rõ ràng. Tại vì thực sự trên đó tâm thần khó nhất là gì các anh chị? Là bệnh sử. Mình hỏi bệnh sử không được. Tại vì cái người mà đưa thông tin của mình á, đặc biệt cái chị biết là cái tâm thần nó sẽ khác với những cái bệnh nội khoa khác, là bởi vì cái người bệnh á, thứ nhất là nhiều khi họ không có muốn khám, hoặc là họ không nhận ra vấn đề của họ, mà khi có khi là người nhà nhận thấy vấn đề của họ đưa khám, họ từ chối là tôi không có bệnh. Rồi cái người mà bị rối loạn tâm thần á, họ không nhớ về cái quá trình bệnh sử của họ chẳng hạn như vậy. Rồi một số người thì gì, bị đưa thông tin giả là bởi vì có liên quan đến tranh chấp tài sản hay gì đó chẳng hạn như vậy, họ sẽ cung cấp cho mình cái thông tin giả. Cái người nhà cũng là thông tin giả chẳng hạn như vậy, hoặc là vì họ muốn thoát một cái vấn đề gì đó về pháp lý thì họ cũng có thể cung cấp thông tin giả cho mình được. Trên khai thác thực sự rất là khó. Thứ hai là thăm khám về triệu chứng lâm sàng cũng rất là khó. Cho nên là khi mà mình làm về tình huống thì chịu yên tâm nhà mình sẽ một trăm phần trăm này thì khi cho triệu chứng lâm sàng có nghĩa là ta làm cho mình 90% hoặc 10% trên tình huống cũng rất là đơn giản. Rồi cho nên là ở đây thì muốn các anh chị nhất là nắm được cái khái niệm về lo âu, phân biệt lo âu bình thường và lo âu bệnh lý. Tại vì thực sự lo âu thì ai cũng lo, nhưng mà khi nào là cần điều trị và khi nào thì chưa cần điều trị đấy nhé. Cho nên mình biết được nếu lo bệnh lý thì điều trị, lo bình thường thì không cần điều trị. Chứ chỉ có người chết không có lo, chứ người sống là không còn lo đấy nhé. Thứ hai đó là biết được đặc điểm lâm sàng, khi điều trị đó và hướng điều trị cho các bệnh sợ. Thứ ba là biết được đặc điểm lâm sàng và hướng điều trị cho các bệnh sợ.
Không, thì cái đó là gì các chị? Đó, không phải sợ. Lục. Còn ngày mai các chị mới thi được. Thi lâm sàng chị sẽ bốc thăm hoan về bệnh và sẽ đối diện với thầy cô nào đó. Thường thầy cô rất là khó. Và ngày mai các chị không biết là ngày mai các chị có bị làm trúng thầy cô đó hay không. Thì các chị sẽ là gì các chị? Đó là gì? Là đó. Còn ngày mai mà bốc thăm rồi nhưng mà trực tiếp với thầy cô đó luôn thì là sợ. Rồi, vậy thì sợ là lo và cần thiết và hợp lý, bởi vì sao các chị? Nó là một dấu hiệu báo động mà chúng ta phản ứng với các tình huống nghe rõ. Khi cho cơ thể mình có sự chuẩn bị cái hành động nhanh ha. Một là sao các chị? Phải đối diện với cái điều đó. Là. Hai là gì trong đó? Trên nó là cái điều rất là cần thiết, hợp lý để giúp chúng ta bảo vệ mình tránh bị tổn thương sinh nhé. Nó trở thành bất thường khi nào mà nó ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, ảnh hưởng đến các hoạt động xã hội của nghề nghiệp của mình, làm cản trở làm việc thì lúc đó thì gọi là lo cần thiết. Cho nên ngồi chút xíu nữa khi các chị học các cái tiêu chuẩn đó thì cái tiêu chuẩn thứ hai và thứ ba đó có nghĩa là cái chuyện B và C đó, thì thường là gì các chị? Cái hậu quả của nó có nghĩa là hậu quả nghĩa là ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình xã hội hoạt động nghề nghiệp đó, thì lúc đó sẽ là bệnh lý mà chuyện đó nó là rối loạn và mình sẽ bắt đầu điều trị nhé. Cho nên thì chính vì vậy mình sẽ phân biệt được lâu bình thường và bệnh lý qua là cái sự quá mức và có kiểm soát. Có nghĩa cái lâu quá mức thì nhé, nó sẽ kéo dài, không có kèm theo những cái triệu chứng cơ thể và gây những hậu quả thì lúc đó là mình sẽ điều trị. Vậy thì ở đây tôi nói qua với các anh chị về một số các triệu chứng cơ thể của lâu, triệu chứng cơ thể gì nhé. Tại vì thường khi người bệnh đến khám với chúng ta sẽ là bởi vì những triệu chứng cơ thể nhé. Và những cái nghiên cứu trên thế giới người ta thấy rằng là đối với những người mà đến khám bệnh ở cơ sở chăm sóc ban đầu ấy, hoặc là những bệnh viện đa khoa ấy, thì người ta thấy là 20% những người đó đó sẽ họ đi khám những cái triệu chứng ví dụ như đau đầu rồi cũng như đó hàng ngày và họ sẽ không tìm được, có nghĩa là qua khỏi bệnh nè, thăm khám lâm sàng là mình làm các xét nghiệm luôn mình cũng không tìm được cái tổn thương á, cái tổn thương đủ để giải thích cái triệu chứng đó của bệnh nhân thì nó là triệu chứng cơ thể hóa nha. Thì cái triệu chứng cơ thể hóa đó là thường là liên quan đến các bất động về tinh thần, thì đây là những cái cơ triệu chứng cơ thể của lao. Ví dụ một người lo âu thì tim họ có thể là đập nhanh mạnh không đều, có thể cảm giác nặng ngực ở vùng ngực trái như thế này. Những người này thường họ không có đến khám với bác sĩ tâm thần liền đâu các chị, họ sẽ đến khám với những chuyên gia về tim mạch, đến khám cho tim mạch như vậy. Hoặc là trên cái hệ mạch máu cũng vậy đúng không các chị? Xanh tái đỏ mặt gì đó ha, và ăn mồ hôi tay chân lạnh thì sao cứ khám phải đến khám cho tim mạch. Đối với hệ cơ thì có thể là rung, yếu hụt thói nè, bồn chồn căng thẳng cơ, cảm giác yếu liệt, đau các khớp hai chân thì sẽ đến với cơ xương khớp chẳng hạn, hoặc đến khám với chuyên khoa về thần kinh cái nhé, cảm giác là tê hoặc chăm chích gì đó. Rồi với hệ hô hấp thì sẽ được khám là gì các chị? Bởi vì thở nhanh ha, thở một hơi gì đó chẳng hạn như vậy, cảm giác là co thắt ha, cảm giác bị nghẹt thở chẳng hạn, và thường được chứng đó có thể là hội chứng thắt không khí chẳng hạn như vậy. Còn đối với tim mạch thì là có lỗi là tim tim, nếu như mà những cái xét nghiệm những cái lâm sàng khác bình thường thì gì ha. Và hệ tiêu hóa là hai cảm giác các chị ha, là cảm giác là nuốt nuốt nghẹn như có cái gì đó xuống ở cổ, nhưng mà sau khi cho nổi sâu nhé, làm tất cả mọi thứ có thể bình thường như vậy. Nôn nè, đau dạ dày hoặc là tiêu lỏng táo bón thay đổi các chị. Cho nên thường á, nếu như các chị mà làm được chuyên khoa tiêu hóa đó, là có những cái người bệnh là đến với triệu chứng này mà các chị điều trị đó, sau khoảng thời gian dài từ 6 tháng trở lên á, mà các chị thấy họ không có dứt điểm được á, không có cải thiện nhiều á, thì các chị nên cho họ kiểm tra về từ tâm thần. Thực ra bên tiêu hóa mình cũng hay xài thuốc, với một cái thuốc mà các chị chẳng có hay sử dụng là cái gì các chị biết không? Sưu nhí. Cái đó thực ra nó là thuốc chống loạn thần thế hệ cũ, chống loạn thần cổ điển. Và nhiều chị khi mình xài cái đó các chị biết không? Họ bị gì đó? Căng thẳng các cái chảy sữa. Những cái biến chứng đó, cái mở tác dụng phụ đó đó thì mình dễ khắc phục. Nhưng mà tôi gặp rất nhiều trường hợp, các chị biết không,
xài được thời gian là cứng nhắc người luôn, bởi vì đi điều trị nó dài thì cuối cùng cứng nhắc người là do, nhưng mà khi khám thì anh chỉ biết nó kẹt thêm không, bởi vì bệnh nhân nó sinh thở mà sinh như thế là chống chỉ định, nó nghĩa là không dùng cho bệnh nhân sinh thở. Bạn cái xài đó, tôi thấy có nhiều người xài đó là 100 mg, thực sự cái liều tối đa của nó là 2400, nhưng mà thường trong tiêu hóa nó chỉ xài cho sự buổi sáng khi nó đi không, nhưng mà họ cứ nhắc lại bởi vì sao cái chị sinh thận nó không thải nó còn nhẹ hơn thì sao cái chị bị rung, còn ngày nào thì thường cũng như là sẽ uống nó lừ sáng có lừ thì cái nó lừ buồn ngủ giảm đau mà cái dụng cụ là căng ngực giải sữa hoặc rung á, rung tay thì còn một số người sinh thận sẽ cứng. Rồi có cái hệ những cái trường hợp là phản hoi giãn phần tử vùng tiểu, cái này đối với hệ thần trung ương là trái xoáy hoa mắt mờ mắt bị đôi đau đầu mất ngủ giảm trung dễ mệt mỏi ăn uống cơm nha. Thì cái này á, thực ra đây là những cái triệu chứng mà trên lâm sàng chúng ta sẽ gặp. Chính vì cái điều này á là cái người lao thường không có đến khám cái chuyên khoa của chị ha, mà đến khám bởi vì cái chuyên khoa về cơ thể rất nhiều, cho nên thực ra là hàng ngày các chị gặp rất là nhiều những người bị lo âu. Vậy thì về cơ thể là có những triệu chứng đó, về trong suy nghĩ trong nhận thức của cái người bệnh là gì, à cái điều gì đó đang cũng biết sẽ xảy đến, không họ cảm thấy tiệt vọng lo lắng căng thẳng quan trọng gì đó, nó sợ bắt buộc sẽ sống chết sẽ mất kiểm soát tiền theo cái nhu cầu tiền theo cái lòng đau và họ sẽ bắt đầu thay đổi hành vi tùy theo mắt cái rối loạn gì họ sẽ thay đổi hành vi, cho nên trong cái rối loạn lâu thì thường cái chuyện đó mà không nó là bệnh như thế chị, tại vì mình dùng bệnh có nghĩa là mình tìm thấy được cái tổn thương nào đó một cơ quan cụ thể gây ra cái điều đó thì gọi là bệnh, còn mình biết là ở đó nó có tổn thương nhưng mà tổn thương ở chỗ nào tổn thương gì không biết thì sẽ gọi là rối loạn như chị, và nó có nhiều cơ chế đó thì sẽ gọi là rối loạn. Thì một số vấn đề của lo âu các chị thấy cái tần suất suốt đời này là mình phải tính chung với chị ha, thực ra là những cái nghiên cứu về tâm thần á trên thế giới thì không có đầy đủ, chị thấy không có đầy đủ, giống như các chị thấy hàng ngày á ăn máu là thường ha, máu là nhiều, ví dụ như cách đây mấy ngày là có một trường hợp giống như là nói háo đá với đồng bọn giết vào mấy người đó là nó cũng được thực phẩm và mới lúc nãy ha báo thì ba cô gái bị nữ liên quan đến tầm cảm giảm như vậy, thì cái đó người ta ghi nhận như thôi, còn cái thực sự lý do gì không biết, thì cái tự sát hay những cái hậu quả của lo âu, của lo âu trầm cảm rất là nhiều, thì ở đây nói về riêng về lo âu thì tần suất suốt đời á, của riêng lo âu lâu các chị ha là 25%, và tần suất 12 tháng năm á là 18% các chị ha, là mắc một trong những cái rối loạn lo âu. Đây là một cái rối loạn cảm xúc thường gặp trong cộng đồng, thường không được dự đoán, dự đoán để ít được điều trị chuyên biệt hoặc là điều trị thích hợp. Bởi vì dụ như cái lo này mà gây ra mất ngủ thì khi mà các anh chị hỏi đến với các anh chị ở chuyên khoa tiêu hóa hay chuyên khoa tim mạch cũng hay xài Sulfit hết cái này rồi, hoặc các anh chị phải xài cho một nước nào để cho họ ngủ được nhưng mà nó không hết đâu, chỉ giải quyết được cái chuyện ngủ thôi, xin xem thì giải quyết được lâu ngay cái đó luôn á. Chúng ta đã xài cho xe đó, mình thấy cái bác sĩ kia cho Olanzapine rồi cho đi gì, cho người nào tới tác dụng phụ thì thôi, chị. Thường biến chuyện mãn tính khi không được điều trị nhé, khiến khi phục hồi không được hẳn. Tại vì đa phần á, đối với chúng ta mình hay có cái quan niệm mình nghĩ là cái chuyện lo là ai cũng vậy, vì khi lo mình không có nghĩ mình bị bệnh đâu. Cho nên khi các chị khám vấn đề đó, nếu chúng ta hỏi bác gần đây bác có hay lo lắm không? Tôi gọi sẽ nói là đâu, tôi đâu có lo lắm gì đâu. Không, tiền tôi nhiều à, con tôi ngoan là không. Chồng hoặc vợ tôi thương tôi lắm, quan tâm lắm, đâu có gì đâu lo bác sĩ. Nhưng mà nếu như các chị hỏi thêm đó là thì họ có thai không ngủ gì hết, nghe mình hỏi là à, như là mọi thứ tôi tốt hết á, không, không có gì để lo lắm. Nhưng khi nào khi không có chuyện để lo, cái đầu tôi nước mắt lo, kiểu linh tinh được cái chuyện là tôi rất là bực bội, không ngủ được. Đúng rồi, không có chuyện gì để lo, cái đầu cũng bất biến hoài, cũng không gọi. Thì lúc đó, mình mới chỉ cho biết là gì đó chị.
đi đầu đấy chị, anh chị nó cố đi đầu trẻ đi con gì đó, nghĩa là gì má tưởng học gì đó. Bố đi thứ hai bắt đầu là nói nhiều, nói là nói như vậy nói nhiều nó lên. Bố đi thứ ba là gì anh chị, giống như con chị không giữ mình cháu các chị em không. Bố đi thứ tư giống như heo mà bố đi khóc cũng nhiều quá bố. Cho nên là mình dễ làm nhiệm vụ. Cái này là hai vị anh chị hay tại thượng bên sau đây trên thực sự cái nhóm này rất là tốt nếu mà chúng ta sử dụng và đa phần á thấy người bệnh của mình á hay là mua thuốc hoặc là thấy ông kia uống mà thấy mũi lượng không ổn rất là gì bình thường chúng ta không mua và cái thuốc của cái người đang uống cái thật cho mà đi ông kia uống thử uống sao cái ra mua và xưa mua này dễ bây giờ cũng khó nhưng mà thực ra là bây giờ ở đây mua khó đi về ở quê mua cái phim mà cái gì lê xuân viên hay các chị Roma Zeran á cái phim mà nó giống như cũng nói giống như trên me á bốn khía đó là mua dễ rồi có người uống điện viên mới là một khía hai khía ba khía bốn khía uống hai viên luôn có người uống ba khía luôn nha đó là vì tâm lệ thuộc lê xuân viên nguy cơ tiếp theo là trầm cảm thứ ba các chị lo lắng thời gian mất ngủ và buồn chán như là trầm cảm thứ ba. Mà những người trầm cảm mà trầm cảm thứ phát như là trầm cảm mà hề đi lo á thì sao nó chịu dễ tự sát. Cho nên là trong cái bài mà trầm cảm tới đó trời học bác thấy là cái nguy cơ tự sát tăng lên khi trầm cảm hề lo. Tại vì á, khi mà các chị bị trầm cảm thì khi mình ở đây mình thấy người tự tử như thế như vậy mình bắt đầu mình chê người tự tử hay lắm nó trời cái đứa nó thiếu suy nghĩ cuộc đời còn thiếu gì thứ để mà nói sao lại chết nhưng không phải vì anh chị bị trầm cảm thì anh chị sẽ biết cho nên trong tiêu chuẩn của trầm cảm là cái tiêu chuẩn chính là những anh chị là mất hứng thú có nghĩa là không cái cuộc đời không có gì thích thú không có gì vui nữa nói chuyện không nói gặp bạn bè không nói ăn không ăn ngủ không được mà cậu thêm mức lo lắng thì sẽ bị chết cái người trầm cảm hay sống như chết là bằng nhau chết chả có gì đáng sợ mà thêm một loa ông này nữa là gì? Chết là giải thoát. Trên ở Mỹ thì tỷ lệ thống kê chưa đầy đủ lắm là một năm là 30.000 người đấy nhé. Có nghĩa là một ngày cũng được 700-800 người. Chưa kể các tai nạn giao thông. Bởi vì á trong tai nạn giao thông có rất là nhiều người là gì? Có định muốn tự sát. Có nghĩa là nhiều cách để chết và có một cách là gì? Lao ra xe. Chạy xe tông thôi cái gì đó thì chạy và trầm cảm thứ phát như thế và cái hậu quả để lại là gì các chị quá tải cho hệ thống chăm sóc y tế đặc biệt là có quá nhiều chuyện đó những nó sai thì đều thế nào cho nên là gì phải khám chuyên khoa này khám và đặc biệt những người lâu có nhiều người người ta gọi là đi chợ bác sĩ chạy điều trị không có ổn cái nào khám bác sĩ khác nhau khi mà biết mình đi chi tiết không mà chị không đúng thì sao các chị có để hậu quả không mang lại kết quả cho nên là quá tải cái hệ thống chăm sóc y tế đối với chăm sóc tâm lý xã hội cũng vậy cái người lâu thì làm việc nó giảm hiệu quả các chị nhé thất nghiệp không nghĩa là không làm ra tiền mà chỉ có gặp tiêu tiền các chị nhé đó cho nên là quá tải cho hệ thống chăm sóc y tế hệ thống chăm sóc tâm lý xã hội vậy thì nói về cái nguyên nhân qua cái những yếu tố về cái gì các chị sinh học á, tâm lý về xã hội của đó là hồi nãy tôi có học nói với các chị là giữa tâm lý tâm thần khác nhau thì các chị hiểu nôm na là gì là bên mình học về phần cơ thể là tâm lý thì giống như là sinh lý đấy chị ha còn các chị hiểu tâm thần nó giống như sinh lý là gì là sinh lý là giống như vậy thì đây là những cái hệ thống dẫn truyền những cái chất dẫn truyền thần kinh mà có liên quan đến lo âu nha và giữa lúc cái này thì người ta sẽ có những cái thuốc để điều chỉnh và để điều trị thầy cũng muốn nói sau đó nhưng mà tôi có những hình ảnh hiện một chút xíu nữa thì mình nói về điều trị của chúng ta đầu tiên á hoặc những yếu tố tự học thì người ta thấy là ngoài yếu tố di truyền thì có những cái bất thường ở hình ảnh học não ví dụ như giảm tốc độ chuyển hóa ở bên trái và chắc chắn là gia tăng hoạt động của thị giác bên trái
con đường để thiền viên dựa vô cơ chế này để khi nào mình chọn một này, ví dụ như cái người lo âu mà họ có cái triệu chứng lo nhiều mà dùng thuốc gì, triệu chứng sợ nhiều mà dùng thuốc gì, họ có loạn thần dùng thuốc gì, hay họ có triệu chứng đau rát cơ thể cái thuốc gì, nó liên quan đến cái hệ thần kinh trì đó nha. Dù như cảm xúc lo sợ liên quan đến cái việc điều trị nào đấy, nếu bác sĩ có thời gian thì các chị sẽ xem gọi là khi người ta thay đổi cái hành vi á, nó liên quan đến những cái loại trên tùy theo nhóm triệu chứng nào nặng thì mình sẽ dựa vào cái cơ chế đó để điều trị. Những cái thay đổi về tiết cũng có thể ảnh hưởng tới cái tình trạng lo âu, thay đổi hô hấp thì sẽ liên quan đến những con đường điều trị nào, thay đổi về những cái thực phẩm. Còn cái mà mô hình về tâm lý của xã hội học thì bình thường các chị thấy nè, đó là cái hướng thế gian được hoạt động như cái đường màu đỏ đó, thì bình thường các chị á thì sự cảm nhận chung là thấp vậy. Cho nên nếu như mà có một cái việc một hàng ngày và một cái biến động gì đó thì thường nó không có vượt cái ngưỡng cơ hoạt động thì chúng ta sẽ chịu được từ cái nhát bệnh thường không biểu hiện ra lâm sàng. Nhưng mà với cuộc sống của chị cái áp lực nhiều ngày càng nhiều, có thể tới lúc mà nó sẽ cảm nhận chung cao thì chỉ cần một cái việc một hàng ngày được thôi. Còn khi có cái xét nghiệm nó sẽ có sự biểu hiện ra lâm sàng. Bây giờ mình cứ đi vô phần chính này các chị ơi. Thì các bạn cát giả thì cũng nói gọn đâu, nhưng mà để mình dễ nhớ anh chị sẽ chia ra làm gì, nhóm sợ trước rồi nhóm lo, trong nhóm sợ thì chúng ta sẽ nói gì đấy, có sợ xã hội, sợ phản động, sợ chuyên biệt, sợ xã hội, sợ phản động, sợ chuyên biệt. Vậy nhóm sợ thì sao các chị? Nhóm sợ thì thường thường á nó khác với nhóm lo chỗ là nhóm sợ thì thường là gì các chị, có cái gì, có cái đối tượng đủ cụ thể nha. Còn nhóm lo thì nó thôi, nó cụ thể mơ hồ hơn. Thì trong cái nhóm lo thì anh chị thấy nó biết là có cái rối loạn hoàn toàn ha, cái rối loạn lo hoàn toàn là các chị để ý thế này nha. Tại nếu lỡ là chị nào mà tiêm từ đầu không có qua đó nha, anh chị khi bệnh ngay á thì tôi sẽ cho câu lý thuyết và hỏi ngay như chỗ cái rối loạn lo hoàn toàn. Tôi nghĩ là theo một số đặc điểm tâm thần gì đó ha. Trên đó là lo lắng các chị nha, rồi đó rối loạn lo âu liên quan đến kết quả thuốc. Khi các chị sử dụng thuốc để điều trị bệnh nhân cũng có thể gây ra rối loạn lo âu, rồi rối loạn lo âu liên quan đến tình trạng liên quan khác. Ở đây mình có nhiều liên quan, cho nên các chị chú ý thế này nha. Nếu như họ biết thì có thể tôi hỏi câu này, lần trước hỏi rối loạn lo âu thì hôm nay sẽ hỏi không có loạn không liên quan đến tình trạng khác, thì dễ cho các chị ý các chị làm được hết. Thì ở trên là nhóm sợ, ở dưới là nhóm lo, và chưa được cái đó các chị. Cái này là tôi chia theo DSM-5 các chị ha. ICD-10 thì nhiều lắm, nhưng mà DSM-5 thì nó có thay đổi một chút. ICD-10 chưa có cập nhật cái mới gì ha. Rồi có rối loạn lo âu chia việc khác, rối loạn lo âu của bạn nhiều thì các chị thấy cái chữ là rối loạn lo âu không chia việc cũng được. Cái này nó hơi khó cho nên là cái này thì dành cho những bác sĩ chuyên khoa, cho nên là hai cái đó anh chỉ biết lên thôi nhé, khỏi cần đọc khỏi cần đọc. Rối loạn lo âu chi ly nghĩa là trong cái ICD-10 là rối loạn lo âu chi ly hoặc là mất nói trầm lọc hay mình nói là căng trầm lọc á, thì nó nằm ở cái nhóm khác. Nhưng mà đem hai cái này vô trong nhóm rối loạn lo âu này nhé. ICD-10 là rối loạn lo âu chế, là rối loạn stress, sợ tổn thương, rối loạn stress thấp gì đó là đem nhóm lọc ấy. Nhưng mà để em nằm tắt cái này ra không để làm gì chưa cả nha. Cho nên giả sử có một cái câu tôi ghi là những cái rối loạn lo âu nào, không những cái rối loạn nào đây sau đây là nằm trong nhóm rối loạn lo âu, thì các chị để ý này tôi sẽ có câu đó. Thì khi các chị không có đi học, các chị đánh là giả sử như các chị nghĩ đánh là không nói chỗ lọc lo âu thì tại sao để các chị không thấy thì nó sẽ sai nha, tại vì nó được xếp vô nhóm rối loạn lo âu. Tại vì tôi cứ ghi là theo để em nào. Bây giờ đi vô từng cái. Đây là sợ chuyên biệt. Sợ chuyên biệt thì có 5 cái để sợ. Ví dụ như sợ côn trùng, sợ côn trùng sinh viên gì đó, tiêm chích gì đó. Thì đại khái
chị biết thôi. Và cái này rất là dễ, không? Cái này nếu cho thì chị cho tình huống, tôi có hỏi cho chị chuyên đó có cái này đâu. Nếu cho tình huống thì dễ quá luôn, gặp cái đó mà sợ thì nó là vô đây chứ đâu. Nhưng mà không có cho cái này đâu, cái này dễ quá anh được. Nhưng mà các chị thấy chị chuyên đó nó rất là lạ. Thì trong cái nhóm sợ cái đặc điểm chung của nó là cái gì các chị? Các chị nhớ cho tôi nha, các chị thấy không? Cái chữ E nè, sợ quá hoặc bé đánh là dễ dàng cái sau này. Thì thường á, cái sợ đó nó phải kéo dài trên 6 tháng thì cái chuyện đó thì nó lọt các chị ha. Cái thời gian á, cái đặc điểm chung là thời gian là phải trên 6 tháng. Cái thứ hai đó là cái gì? Cái đặc điểm chung thứ hai các chị biết không? Nó luôn luôn để lại hậu quả. Để lại hậu quả là mình né tránh cái đối tượng đó, mình sợ hãi quá mức thì ha. Nó làm ra cái là sợ lo và né tránh, men đau khổ và suy giảm nó khả năng làm việc học tập gì đó ha. Có nghĩa là cái hậu quả nó là nếu muốn chuyện đó là cái rối loạn thì nó phải để lại hậu quả. Chuyện đó là cái bệnh á thì nó phải là suy giảm chức năng ảnh hưởng cuộc sống cho đại khái như vậy. Và những cái tiêu chuẩn khác là các chị biết là gì không? Là điểm chung nữa là loại trừ. Loại trừ nguyên nhân do gì các chị? Loại trừ nguyên nhân do các gì? Chất hoặc các rối loạn không những cái bệnh khác gây ra điều đó hoặc là không được giải thích bằng cái rối loạn tâm thần khác thì mới được xếp vô. Cho nên mình biết được cái điểm chung thì mình sẽ thuộc được cái thầy anh chị ha. Chứ còn về lý thuyết nó dài vậy đó. Không sợ mà lo một đối tượng hay tình huống đặc hiệu như tôi đi máy bay leo cao là cú vật gọi trụ không dám không gì đó đại khái như vậy. Hay sợ bị kim chích sợ trong cái máu. Còn ở trẻ con thì nó khó hơn cái chỗ là cái gì biết không? Trẻ con nó không có nấu một chảy cái điều đó thì nó sẽ biểu hiện là gì? Nó khóc thét, nó tức giận, nó sững sờ, nó bám chặt gì đó. Đó là trẻ con. Để con thì có chuyện đó hơn em nha. Rồi, khi mà mình đối diện với cái đối tượng hay tình huống đặc hiệu đó là hầu như là luôn gây ra sợ hãi hoặc là rồi, đối tượng hoặc tình huống nó được né tránh chịu đựng với sự đau quá. Đó là những cái nên sợ chi viện thì có chỉ là đau quá một lần thì các chị nhớ đó. Nhưng mình biết có cái chuyện đó là được. Thứ hai là sợ phản động là lo âu trong tình thế hoặc khó thoát ra khỏi nơi an toàn. Như sợ cho con người siêu thị gặp nạn xe buýt gì đó lo người khi không được giúp đỡ. Nhưng mà các chị luôn để ý bao giờ cũng có sự là sợ hãi mạnh mẽ một cách vô lý, sợ hãi mạnh mẽ quá mức một cách vô lý như thế này. Cái đứa sợ luôn bình thường thì mình không tính nữa nhé. Các bạn không, các đám đông thương tiện vào chuyện không cầu sợ đỡ sẽ làm được. Còn đây là tiêu chuẩn chuyện đó cái gì sợ phải không? Sợ và lo về hai hoặc nhiều hơn ha. Năm tình huống đây có nghĩa là phải có hai trong năm cái tình huống này. Sợ sử dụng phương tiện công cộng, đang ở không gian mở, đang ở không gian đóng, không gian mở có nhiều trong phòng là không gian mở không gian đóng cái gì ha, đóng đứng ở ngoài sân bóng thì là không gian đóng, đứng trên cầu không gian mở không gian đóng. Sợ xếp hàng ở trong đám đông, sợ ra khỏi nhà mình. Này là theo đề em năm đó, đề em bốn thì hơi khác. Cho nên là tất nhất là phải hai trong năm cái tình huống này, đó là tiêu chuẩn A nha, tiêu chuẩn B là gì? Năm cá nhân lo sợ và né tránh những cái tình huống đó. Các tình huống liên trên hoa hậu đưa gây ra những dài là gì? Nhưng mà các chị thấy là sao? Bao giờ cũng có gì? Sự lo lắng, sợ hãi, né tránh gây đau khổ và suy giảm. Phải lỗi được. Nếu có một cái tình trạng của máy bị kẹo thì cái này nó phải là vượt cái mức như cái bệnh lý đó các chị ạ. Và không được giải thích bằng cái rối loạn tâm thần khác. Chuyện đó là sợ xã hội, sợ bản thân. Còn đây là em 40/10 cái nhân là rối loạn lo âu, sợ hãi, sợ xã hội. Các chị thấy không? Em 40 chấm mà. Chấm 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, gì chấm gì đó. Số đó. Sợ xã hội là lo khi xuất hiện trước đám đông, ông mình sợ sự quan sát, sợ khi mình bị người khác đánh giá tình huống xã hội. Cho nên á, cái tiêu chuẩn A của đây là sợ phải lo lắng kể với một hoặc nhiều tình huống xã hội và trong đó á, cá nhân có khả năng bị người khác quan sát đánh giá, bị người khác tương tác xã hội, bị quan sát hoặc tìm hiểu về những mặt người khác. Riêng ở trẻ con thì các chú ý sự lo lắng phải xảy ra khi
Loại trừ cái gì các chị? Tại vì khi trẻ con thấy mình lớn mà cứ thấy mình khó hay thấy mình lạ hung dữ gì nó sợ đó thì nó không gọi là cái sợ xã hội. Rồi đây mình cái tiêu chuẩn tiếp theo anh. Cá nhân lo sợ rằng hành động của mình á hay hoặc các vị trí lo lắng của mình sẽ bị đánh giá tiêu cực. Như các chị á, cái lo xã hội thì nhớ tiêu chuẩn nha, là những cái khác thì nó lực nó cái hậu quả cũng vậy. Các chị thấy không, tiêu chuẩn B á là sự lo lắng sợ hãi thì đó là mình nói về cái nhóm sợ đó nha. Và những cái đó thì rất là rõ ràng, cho nên nếu như mà hỏi thi tôi mới hỏi, mà không có hỏi những cái tiêu chuẩn gì đó của cái này thì tôi chỉ cho một cái tình huống lâm sàng thôi. Tình huống là dễ cho các bạn chỉ biết là sợ xã hội, sợ phản cảm hay là sợ chuyện gì. Ở đây tôi nói về một cái này mà các anh chị rất rất hay gặp trên lâm sàng, nói về cơ phản lòng. Cơ phản lòng, cái cơ này là xuất hiện đột ngột, không đoán trước và nhanh chóng đạt mức cực đại. Có thể xảy ra trong cái trạng thái là người bị bình tĩnh hoặc đang lo lắng. Thì hiện giờ mình sẽ nói về cái cơ phản lòng. Cái chỉ ý nha, nó là xuất hiện đột ngột, không đoán trước và nhanh chóng đạt mức cực đại. Cơ phản lòng là cái gì? Đây là tiêu chuẩn cái chữ đó cho cơ phản lòng. Nó không có cái mã chữ đó nha, nhưng mà nó được mô tả. Thì các chị nhé, cái cơ bản được chẩn đoán khi là nó có 4 triệu chứng trở lên trong 13 triệu chứng này. Thứ nhất là tim sẽ đập nhanh mạnh, không người bệnh cảm thấy là hồi hộp. Thứ hai là đường vã mồ hôi, run rẩy hoặc nôn nao, cảm giác thở hụt hơi hoặc khó thở, cảm thấy nghẹt thở, đau hoặc là khó chịu ở ngực, buồn nôn và khó chịu ở bụng, thứ hai ớn lạnh hoặc nóng bừng mặt, gì cả, không cảm thấy chê bị trong chị. Cũng có thể chịu được thầy cảm thấy chóng mặt lão đạo chóng váng và cảm giác giống như mất tri giác sai lệch lại, có nghĩa là cảm giác là xung quanh nó không có thật thì có thể giải thể được khác, giống như là thầy nói hôm nay như là như sức khổ vậy đó, cho nên là cái gì vừa cảm thấy là tách lời của chính mình ở cái gì rồi sợ mất kiểm soát hoặc phát điên sợ chết. Thì thường trong cái cơ bản học này những đặc điểm mà quan trọng phải có thường là họ cảm thấy họ sợ sẽ chết, sợ sắp mất kiểm soát một cái gì, đó là những cái mà thường là phải có trong cái cơ phản lòng. Mình nói gì thôi chứ ở ngoài anh chị thấy gặp những cái cơ này rất là nhiều. Và cái người bình thường là đi đâu các chị? Vô phòng tập thuốc. Đặc điểm cái cơ này nó kéo dài thường là 10 phút đến 15 phút. Cho nên thường cái người ở nhà đó đang thể hiện đương nhiên cái họ sao các chị? Hoa mắt chóng mặt hồi hộp thấy tim đập nhanh thở không được, không cảm giác cho nhún xỉu thì cũng đúng tê ra chứ cái là sao đó. Họ sẽ họ thấy mới bắt đầu vô vậy nên đồng hồn bị vậy là họ nói người nhà đưa hoặc mấy người bạn không đang ở cái bàn tiền gì đó bị vậy là người ta đưa vô cấp cứu. Mà đưa vô cấp cứu thì sao các chị, có người chưa tới bệnh viện thì đã hết rồi, có người vô cái mình chưa kịp làm gì hết, có người cái mình mới vừa cắm cho chị cái hết, và có người mình chích mũi cái hết và hạ canxi ăn hết. Và thường cái triệu chứng đó có thể là hạ canxi hay là rối loạn thần kinh đường hoặc hay là rối loạn thần kinh hoặc chúng ta không biết gì đó là cái rồi. Thì cái này mình hay được cái chuyện đó vậy đó. Và cái người đó khi mà họ đến bệnh viện cái điều chuyện đó vậy, nhưng mà đối với họ cái cơn nó rất là kinh khủng. Thì các chị đang cảm thấy sắp chết nên họ có thể có suy giác sai lệch để hoặc giải thích cách đó là cái nó làm cho họ sợ cái cơn đó, họ khủng khiếp lắm. Cho nên là khi mà mình họ vô vậy cái họ về bình thường và họ vô mình cho làm xét nghiệm luôn bình thường hết, cái họ một số người họ cảm thấy yên tâm, tôi không bị gì hết, chắc của đó là do trúng cái chất gì hay bị cái gì đó gì không, cái họ về họ hay được sao họ bị lần nữa đem vô cũng bình thường, bắt đầu về họ lo lo, có nhiều người thì hơi hơi an tâm, có nhiều người lo lo hay là cái bệnh mình cũng bị ghi hết, bác sĩ sẽ nói chuyện này hay cái chỗ đó là không đủ cái dụng cụ, không đủ cái công cụ, cái họ sẽ sao các chị đi đến chỗ khác khám bình thường nữa,
họ đi chỗ nữa khác bình thường, nó bảo em đi làm về thôi. Hai ba tuần sau làm một cơn nữa, bảo cái cơn nó nhiều hơn cái nó bắt đầu là bác sĩ khám được tới một đi bảo bác sĩ nhiều hơn mình luôn. Nghe đâu hay là đi khám khám họ cuối cùng còn nghi ngờ là họ bị một cái bệnh gì đó mới chẳng hạn như vậy. Hoặc là bác sĩ chỗ đó chắc không giống thì khám vài nữa mà thương quá hết. Họ tin là họ bị hạn oxy thì cái hạn như vậy. Thì khi mà cái người bệnh có cái cơn bản loạn này á, nó không có cái mạng truyền thống là họ sẽ bị mất nhiên, họ bị gì đó đột quỵ thế này, hoặc là họ sợ cái hậu quả của nó, có nghĩa là họ sợ cái cơn là một, thứ hai là họ sợ hậu quả của nó, có nghĩa là cái cơn nó sẽ qua rồi nhưng mà lúc mà nó có triệu chứng nhiều vậy nó có thể làm tổn thương một cái cơ quan nào đó rồi, vì vậy họ sợ hậu quả cái cơn đó. Trên những người này là hay có cái hành vi là như đi chợ bác sĩ như hạn như nói là đi nhiều lên không làm gì sự kiện. Rồi họ sẽ đầu tiên thay đổi hành vi rõ ràng, họ không phù hợp liên quan đến cái cơ. Cho nên cái này thì mình nói như chứ ở bên ngoài các chị sẽ gặp những người mà có cái cơ bản loạn rất là nhiều, gần như chuyên khoa nào cũng gặp, các chị từ tim mạch tới nội tiết tiêu hóa gì các chị cũng có thể gặp cái cơ này. Rồi trong cái rối loạn tâm thần, ví dụ như lo âu cũng có thể gặp cái cơ này. Trầm cảm cũng gặp cái cơn này, tâm thần quan liệt cũng gặp cái cơn này, sử dụng chất cũng gặp. Hội chứng cai cũng dễ gặp cái này lắm. Cái người mà bị rượu cũng dễ gặp cái cơn này. Cái người mà dùng cái benzodiazepine cũng dễ gặp cái cơn này. Những người mà dùng các cái loại ma túy á, dễ gặp cái cơn này. Người nó lại tạo ra cái cơn. Cho nên á, cái rối loạn phản loạn á, được chẩn đoán cái tiêu chuẩn loại trừ là cái gì ha? Các cơn phản động không phải do tác động sinh lý trực tiếp của một chất hay một tình trạng. Cho nên á, 90% những người có cơn phản động thì không được kiểm soát là rối loạn phản động, mà cái cơn phản động á nằm trong cái bệnh cảnh lâm sàng khác, có nghĩa là do tác động sinh lý trực tiếp một chất hay là nằm trong một cái rối loạn, một cái tình trạng mà các cái gì cũng bệnh nội khoa gì đó. Các cơn phản động không được giải thích tốt hơn rối loạn tâm thần thì mình phải chỉ nói là rối loạn tâm thần. Cho nên nó chỉ có 10% những người có cơn phản động được chỉ nói là rối loạn tâm thần, còn lại là trong những trường hợp khác. Rối loạn phản động thì chỉ ý nha, thứ nhất là cơn sợ hãi, cái đặc điểm của nó là gì? Cơn sợ hãi khó chịu tột độ kèm với triệu chứng cơ thể hoặc triệu chứng nhận thức xảy ra bất ngờ lặp đi lặp lại gây lo lắng lên và có hành vi thất nghi kéo dài trong một tháng. Cái đặc điểm của cái rối loạn tâm thần như vậy. Thì cái mã số của cái rối loạn phản động đó là E40.0 cái gì? 0.00 mới đúng. Người bệnh thấy khó kiểm soát sự lo âu thì kiểm xe là kết hợp tới 3-6 triệu chứng sau đây. Thứ nhất là bức rứt cảm thấy căng thẳng và bất an, bức rứt cảm thấy căng thẳng bất an cái gì? Nhưng mà nhiều khi mình hỏi trên lâm sàng mình hỏi người bác có hai cái bức rứt không thì người bệnh nói là gì? Không, người đâu có bức rứt. Nhưng mà nếu như mình quan sát á, mình thấy hỏi là gì các chị? Một là nhẹ nhẹ thì hỏi gì? Trà tay, trà chân gì đó đạt quá nhỉ? Ngồi với mình, hỏng so tay, so chân, gãi đầu, tay thì đạt quá vậy. Còn nặng hơn thì
cho nên khi đi tới lôi là người ta bắt bảo đi cho nên là ai người bệnh á khi mà họ biết rất là họ sẽ không có ngồi yên hoặc là chỉ khi không nằm được cái gì nằm chút là họ phải đi đi qua đi lại vậy đó đại khái vậy cho nên người này thường không ngủ được là bức rất cả cái căng thẳng và bất an thì căng thẳng và bất an thì họ có thể nói cho các chị biết là gì họ dễ hiểu mình nghe chưa dễ hiểu mình bất an họ có thể điều khiển bằng cái gì đó các chị bất an và căng thẳng họ có thể điều khiển cái gì đó có khi là cái gì mà dễ bực bội nghe ồn ào và khó chịu trên những người mà đau bình thường các chị để ý họ có thể bức rất họ có thể là cáu gắt chút thì họ đi khám mình là bởi vì cái đó gọi là dễ mệt mỏi cái người đó dễ mệt mỏi nhưng mà đặc điểm mệt mỏi đó là thường là mệt mỏi buổi chiều trầm cảm thường là mệt mỏi buổi sáng trầm cảm hay mệt mỏi buổi sáng đau mệt buổi chiều còn mà tới mệt mỏi cả ngày thì là sinh hoạt hay đó nặng hơn hoặc là có gì đó là không hợp đâu trầm cảm thì mệt cả ngày mệt mỏi đi khám người khác cái gì nào khám cái lâu liền đó. Rồi thứ ba là khó tập trung ha hoặc là đầu óc trống rỗng thì cái này mình ghi lại vậy nhưng mà trên lâm sàng á cái người đi khám thì tùy theo là họ làm cái việc gì yêu học sinh thì đi khám bởi vì sao gần đây nó thành tích học thấp quá không ba mẹ cứ bị thầy cô giáo mời hoài còn mình á dù như mình đang là sinh viên thì chỉ vậy thì rớt không thi lại gì đó bác sĩ những cái ngoại khoa thì bỏ quên khéo gì đó đại tại mình không có tập trung mình hay quên chút xíu đó quên là quên giả giống như nhiều khi đó mình đang cầm cái chiếc tay cố làm cái giấy của tao và chữa tâm sự chữa rồi trước kia chị mày cầm tay vậy là kiểu như vậy là mình mất tập trung cho nên tùy theo có người đó thì gần đây là họ hay quên không khả năng làm việc của họ bị giảm xuống dễ tổn thức thì rất là rõ cáo gắt dễ nổi nóng dễ gây dễ nóng như thế như vậy ngay một hai ba bốn thì mình nói những cái thiết vậy mà trên sàn như là người bệnh có cái triệu chứng đó mà mình khám được và mình hỏi thêm ra có khi mình bị luôn mà mình không biết nữa nha rồi căng thẳng cơ căng thẳng cơ thì căng thẳng cơ tùy theo cái cơ nào mình bị nhiều thì nó biểu hiện cái triệu chứng đó trên mình có đau đầu có những người đau mỏi vai gáy, đau mỏi tay chân, ví dụ chuột rút, kẻ những đại khái, họ sẽ lớn với mình, họ sẽ nói căng thẳng, sự làm việc đau mỏi cũng là do căng thẳng cơ như vậy. Hoặc có những người là thay thai bị rối loạn tiêu hóa, lo được như là người nào cũng có bị, các chị lo lắng nhiều, mất ngủ thì thường là bắt đầu ăn uống đầy đủ quá thì lâu ngày thì nó bị trở về đại khái lâu rồi mà chữ khác trên nó có rất là nhiều người ấy chỉ không khi họ bị giống như chữ họ chính của cái chất đấy mà hai chữ lỏng gì quá cho nó hoài quá cuối cùng cái chỉ biết sạc gì hết không ăn bị chữ chỉ tin mà còn ăn bị chữ chỉ tin mà sạc lại đi qua con chỉ tin thì gần như là cho nên nhiều khi á các chị làm chị ba gác và các chị biết cái đặc điểm của cái bệnh đó chị cho thuốc chị uống là được rồi đó là cái cũ này có lòng cái cũ thì nó có tới 80 mấy mà chị có rồi lòng cái cũ thì khi mình nói đó là cái cũ mình chỉ biết rồi là không ngủ được thôi chứ mấy chiếc mã đó là cái cũ tùy theo khó vô cái cũ rồi khó như chị cái cũ rồi ngay cái cũ đủ nhiều ngủ rủ gì đó cũng là mã chứ đó hết buồn ngủ nhiều đó trong trầm cảm có nghĩa là cái gì cũng thấy là lo cũng nhiều nhưng mà trong lo thì thường cái đó là cái cũ thì là kiểu cái gì khó như cái cũ hoặc là cũ không có cảm nhất hoặc là cũ có người mất cũ hẳn đối với trẻ con á thì chỉ cần một trong sáu triệu chứng đó thôi trên thường đó bị trẻ con khó chịu đó hơn là bởi vì nhiều khi á trẻ con nó lo âu á có cái trầm cảm là bởi vì phát hiện ra là bởi vì lớp nó hay gây gỗ đánh nhau các bạn nó cáo gắt nó vượt bọt nó gây gỗ đánh nhau
người lớn cũng có gặp. Có khi họ cái triệu chứng nó nổi bật thì họ sẽ đi khám về cái triệu chứng đó. Rồi các con lo lắng gây khó chịu về lâm sàng ở người học thế này, có nghĩa là đây là để điều chỉnh cái hậu quả, có nghĩa là nó ở cái rối loạn chứ không phải là cái đau bình thường được thì mình sẽ nó. Rồi cái triệu chứng, cái chỉ định điều chỉnh tiếp theo là triệu chứng bình thường, có nghĩa là không do chất. Thứ hai là gì? Không do một cái loại bệnh tật khác, không do chất và không do bệnh lý. Thì những cái tiêu chuẩn sau là tiêu chuẩn bình thường. Cho nên các chị lý cho tôi tiêu chuẩn A như đây là chủ yếu ha. Cái tiêu chuẩn thời gian nó là mấy cái gì giống nhỏ hết. Đó là về đối tượng lo mang tỏ. Thì thực ra nếu như tôi hỏi ý kiến mà là sẽ hơn là về các chị chỉ còn cái bài đó vào không một lần tay. Các chị thuộc thì như đó các chị có thể ghi ra được. Nhưng mà khi thực ra là các chị rớt được cái những cái bài khác của môn khác này, tôi cho nó là dễ, tôi cho nó slide thôi. Đội trưởng của đội cảnh sát hình sự một quận
xấu hổ không có gì. Tất nhiên là do lịch sự nó lại kỳ lắm nha, khi đeo bám đối tượng phải giữ nhà lắm. Tôi đội trưởng luôn mà tôi cũng mắc cỡ gì các thành viên khác nữa. Tất nhiên là khi bị cái đó mà anh không có làm gì được, anh mất kiểm soát. Một người anh làm nên viện kiểm soát tối cao đi các tỉnh thì cũng về. Nhiều người bạn không hiểu, tôi nghĩ là mấy chị đã giả bộ, nhưng mà nó không phải, không có giả bộ. Nhiều người để thấy tôi bị vậy, nó đem cho tôi vô, chưa thấy có thuốc vật vô, thấy chút gì tôi khỏe thì thay thay luôn, trên là nghĩ giả bộ không phải. Đây là đối tượng mà ông chết có thuốc. Những cái thuốc mà thấy em nó khi ngộ độc trong cứ dùng những chất đó của cái ca. Lo lắng quá mức và dây dẳng về mất mát hay về các nguy hiểm có thể xảy ra.
cái nguy hiểm có thể xảy ra là có đánh giá cái gì, cái này là dự đoán một trong cái suy nghĩ của cái người đó, sao mà biết được cho các nhân vật gần gũi chứ đi, có nghĩa là dự đoán rồi lo lắng quá mức và gia giảm thì biến cố sắp hay còn sẽ đi đến sự chia cắt quá nhiều, có nghĩa là đi lạc bắt cóc thì cũng đến, bởi vì lưỡng lự hai người chó đến trường hai nơi khác gia giảm thì sợ bị chia cắt, cho nên rất là khó thì nó sợ hai lưỡng lự quá mắt ha. Nếu ở nhà một mình hay có những nhân vật của chi tiêu tại nhà hai những vấn đề khác họ tôi nói tại sao cái này rất là khó thì nó rồi sự lưỡng lự hai người chó đi ngủ mà không ở gần nhân vật gần gũi chi tiêu hay cũng sai, anh bắt đầu thay đổi cái này có ai học anh lập thì lập tại liên quan đến chủ đề chi tiêu các thang thì là tại về triệu chứng cơ thể như là đau đầu, đau bụng, buồn nôn, nôn khi chi các cái nhân vật của chi tiêu xảy ra thì rất là khó này. Quá trình của đối đoạn ít nhất 4 tuần là trẻ và điển hình 6 tháng hơn tại sao có chuyện đó các chị biết không, tôi nói ví dụ nha, ví dụ như một đứa bé là bị đau đầu, đau bụng, buồn nôn á đi khám, khi các chị bao các chị bị đi các chị đi khám ở đâu vô bệnh nhi mỗi thật các chị nhào về ở bên kia chưa biết có cái khái niệm là lo chưa đi nữa không cái gì không biết có khái niệm này, có nghĩa là mình mà không nghĩ tới không biết đó thì sao mà chưa nói, rồi cho dù ngày hôm nay mình biết luôn là có khái niệm này hay chưa, có bao giờ các chị nghĩ tới cái này không, và giả sử các chị nghĩ tới đi chị hỏi sao ra người nhà cũng không nhận biết được, tại người nhà cũng đâu có để ý là khi nào mình bị đau bụng, khi nào nó đau đầu, đâu có để ý là nó lâu lâu đó. Có nghĩa là khi ba má chuẩn bị đi xa hoặc khi nó chuẩn bị đi đâu xa lại có cái gì đó nó bị việc này, người ta không nhận ra được cái mối liên quan đó thì không bao giờ nhận ra được triệu chứng, không thể dự đoán được, cho nên đứa bé cuối cùng vẫn sẽ đi khám tiêu hóa hoặc khám gì đó chứ không bao giờ khám tâm thần nhi, mà đến khám tâm thần nhi nếu bác sĩ không có kinh nghiệm, bác sĩ chuyên khoa mà không có kinh nghiệm không gặp nhiều cũng không chắc chắn ra, cho nên thường khám tâm thần là có khi bị khám hết được là không hết bệnh thì sẽ đến khám tâm thần hoặc bình thường sẽ không thấy khám tâm thần, thường thường là như vậy, có khám được luôn hết hoặc là bác sĩ sẽ mời hoặc bác sĩ có thể hỗ trợ nếu như mà khám điều trị hoài không hết không biết cái gì thì sẽ khám ra cầu lên xuống gặp cái người mới cái giỏi đúng không, giống như ngày mai thấy không em đúng không, anh này đã nói với em đó là anh yêu em có tin không, em có biết là thiệt hay không? Không biết. Tại vì cái thời gian tiếp xúc với anh ít quá, đúng không? Chứ không biết là nói thiệt hay không, nghĩa là hoặc là mất mặt tự mở miệng sẵn nói là biết là nói thiệt hay nói không. Không thiệt là mình phải có quá trình tiếp xúc nhiều, một cái trang phải tiếp xúc những người giống anh ấy. Cho nên khi các bạn đi qua đi chung các bạn mà đâu có việc nào mà không được biến thành như thế, bệnh nhân chỉ nói nó đi bộ mình cũng không biết. Chuyện họ làm điều chứng của mình đó rồi trong bao nhiêu năm họ điều trị cho họ làm cái thuốc đó của mình đó. Rồi họ suy nghĩ về triệu chứng đó và họ gặp mười mấy bác sĩ là đều hỏi triệu chứng đó cho nên là mình chưa kịp hỏi họ kể hoặc là mình chưa xuống mình gặp bệnh nhân đó là vì một cái tình huống gì họ muốn né tránh hết đỡ thôi, họ đầu kể đó họ tham khảo nhiều người như họ khai mình để mình cho cái chuyện đó mình bị gạt như thế, nhưng mà đối với người chuyên thì đó là mình tiếp xúc ngày ngày để khỏi cả thường người ta nhớ vậy, nhưng thường phải có quá trình làm được cái số như thế. Còn đây là những cái triệu chứng này các chị thấy là gì, hậu quả về cái triệu chứng đầu tiên. Cho nên là thường là không đạt triệu chứng. Thứ hai là gì các chị? Yếu tố thời gian. Thứ ba là gì? Hậu quả. Có nghĩa là bệnh lý là rối loạn. Và thứ tư là gì? Là trên rối loạn chi li, lo chi li thấy vậy đó nhưng mà khám lâm sàng rất là khó. Và mất máu trong lọc thì mất máu trong lọc thì các chị nghe tình huống này thì các chị cũng biết rồi đó,
không có khả năng nói gì trong các tình huống xã hội đặc biệt, tình huống mà được xem như là nói được, ví dụ là trường học. Có những đứa trẻ vô lớp tự nhiên nó không nói được, ở nhà nó không nói bình thường, gây cản trở nó thành công học tập nhiều. Nhưng mà có một cái tình huống là gì các chị? Thời gian đối đoạn với trẻ chỉ một tháng. Tại vì nhiều khi mới vô á, nó sao? Nó lạ, nó không nói được, do lúng túng, do gì đó. Cho nên đây là cái chuyện ngoại trừ rối loạn không được giải thích tốt hơn một rối loạn giao tiếp, ví dụ như rối loạn luôn có ngôn ngữ khác nhau từ thị giáo hoặc không đồng mắt có cách một từ kỹ hay không là con liệu của ông nó có thì chứ được. Cho nên không phải là bệnh nhân vô trong tình huống đó họ mất nói với mình nói là họ bị thầy gì không phải này. Tại bên ngoài thì khi khám các chị sẽ gặp những tình huống tương trọng cái định mới này. Thì thường thường là tất cả có nhiều đứa trẻ con á, ví dụ như học lớp ví dụ như 10, 11, 12 tuổi á, ví dụ nó mê game á các chị, có đứa thì nó sẽ phản ứng khi mà mẹ cấm, nhưng mà cũng có những đứa thì game nhiều cộng thêm nhiều thứ khác nó sẽ bị động lại. Vì là đó có một cái bố dẫn đứa con vô, đứa con khoảng 11 tuổi vậy, vừa vô cái ông ngồi xuống, đứa con ngồi xuống là ổng đọc vài ngày, ổng nói là nó bệnh kỳ, nó bác sĩ ở nhà không nói chuyện với ai, tôi nó cũng không nói chuyện luôn, nó vẫn đi học, mà đi học xong rồi về nó đóng cửa nó không còn xuống rồi bác sĩ, mà ăn nó ăn là kêu nó ăn mà nó chích thì nó ra, mà ra có dọn sẵn ăn ra có thì vô phòng nó làm tiếp, nó ở phòng tôi cũng chả biết là lúc nào tôi hỏi nó cũng nói chuyện, nó làm thì lúc đó tôi hỏi con bé nó không trả lời, hỏi tên hỏi tuổi hỏi cái gì cái thấy cũng hơi kỳ kỳ. Thường đó khi mà tôi khám thì cái nhiều như đứa trẻ mà loạn thần, tôi nhìn ánh mắt tôi biết, tôi nhìn lúc ánh mắt cái này nó có giống vậy, cố giống trầm cảm luôn, tôi mới nói là anh cho tôi nói chuyện với cháu chứ. Thì ổng vừa ra đóng cửa lại cái này rồi tôi kể, nó kể tội ổng. Nó nói con không nói, con ghét bà con, không mà con là quen với cô kia xong rồi rước vợ, rồi đuổi về con kia này chỉ nọ. Có nghĩa là khó chịu và nó cảm thấy cái chuyện đó là bố nó không tốt và không nói chuyện nào. Cho nên khi mẹ nó đi là nó không nói chuyện. Cái tôi nói lúc đầu kể nói cho tôi nghe xong. Cái tôi mời ra nhờ các cái mời bố đi. Ông bố vừa vô là có nghĩ nó bắt đầu kể. Chị cứ bắt đầu có bị. Nếu nó không bị thì bị một cái vấn đề khác, chứ nó không có loạn thần, không có bị không, không bị mất nói chậm lắm. Vậy thì đó là phản hơn. Trên cảm xúc của chị nó ngày nay đi xuống như các chị ngồi đây, và các chị rất là bực tôi với rất nhiều cái khác đây. Đó là cảm xúc gì các chị? Phản hơn. Còn khi mà về nhà cũng là bực, đó là cảm xúc gì các chị? Không phải là phản ứng nữa mà là gì các chị? Còn lại là, đọc lại. Cái này tôi nói chuyện cho các chị biết thôi. Tại vì thực ra trên lâm sàng các chị cũng hay gặp này đó. Và đối với đề trên 4 của IC10 thì cái này nó vẫn nằm trong nhóm F4. Nó là mã số đó là F42 thì rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Thì đối với ám ảnh cưỡng chế thì các chị nhớ nha. Ám ảnh là ám ảnh trong suy nghĩ và cưỡng chế là cưỡng chế trong hành vi. Cho nên đó, có nhiều người khác thì với các chị là gì? Họ không thoát ra được cái suy nghĩ đó. Cái chuyện nó cứ lặp đi lặp lại hoài, cái đầu nó bắt nghĩ cái chuyện đó. Và họ có cái hành vi gì đó chị, lặp đi lặp lại thì chống lại cái suy nghĩ đó. Không? Và một trong những cái hay gặp nhất là gì các chị biết không? Ám ảnh sợ cho mình, sợ dơ cho người liệu tay người. Các chị 21 trong gái sẽ gặp những người như vậy các chị. Giống như là có cái một cô gái được đó là cái người gì là chỉ chồng đưa xuống ở tây ninh đưa xuống đó vậy sao con em dâu tôi cũng kỳ quá vậy không nó xiên mà nó xiên kỳ lạ lắm không làm mừng mờ chăn rối á là nhà tôi cứ ngủ mà cứ tay không có mùng không có mời hoài hỏi tại sao nói là cái con nó xiên kỳ lạ lắm cứ ba ngày nó dành mà á có nghĩa là dành
mà mỗi lần nó giặt là nó phải giặt cỡ 3 lần xà bông có sẽ xả 6 lần nữa. Cho nên thứ nhất là xà bông hao, một giặt hao. Thứ hai là nước chịu không nổi, nó sẽ coi tay nó lỡ hết trơn. Ra coi ngay nó giặt. Mà ra vẫn còn phơi, cái dây phơi nó dơ cái là nó đem nó xả nữa. Cho nên bữa nào mà trời không được nắng tốt là bữa đó nhà tôi mũi cắn cả luôn. Phải nghe này, nó mới khô ấy thì sao? Ở một con cái đồng tháp thì đem lên là nó rửa chén kia hao quá à, nó rửa vậy, rửa nhiều quá cái nước nó trơn á, nó cứ đập hoài bể nhiều đúng không? Nước rửa chén chỉ một chai nó rửa từng lạnh hết à, mà vừa hao chén hao nước mà nó chỉ bên tay thôi nó vậy à, khi là nếu như mà chén rửa mà do anh chưa xài đó là mấy thì sao nó sợ có bụi đen ra rửa nữa. Ví dụ vậy. Ở có người bạn vô đám ăn sáng có người vô ngồi cái khóc chỉ có cái mông nữa thì vừa cả hai tay hay đi co lại bởi vì cái gì sợ tạo ra tay bệnh hiểu gì vậy? Có người tắm tâm vô tắm một hai tiếng ngồi để ra ví dụ vậy là ám ảnh sợ dơ sợ dơ hay gặp mấy thằng người ta nhiều cái ám ảnh nghi ngờ nó sẽ đi kiểm tra thì cái này thì cũng thường thường gặp phải cái chuyện nghi ngờ là gì các chị giống như mình á đi đi như quên đóng cửa không vô cái đầu lắc lắc mở ra thì đóng lại đi hồi quay ra mà nếu lạc trên ra là thì nó sẽ hoặc là vô cái kiểm tra mấy công tắc điện á không biết hoặc lò gì đó là vô thì là coi vô cái việc ám ảnh nghi ngờ có hành vi kiểm tra các chị thấy rồi ám ảnh ở lớp thì cái này thì ít gặp hơn và thường này sẽ liên quan đến cái gì mà tội lỗi hoặc cái hành vi về sinh dục thì có những cái tội phạm họ vì cái triệu chứng này cái chị nói là về thời gian chịu đó nó thuộc ra đầu thú nhưng mà chỉ có một số người thời gian còn lại là không có chứ được vậy thì là ám ảnh tới sớm hoặc là những khác ví dụ như có những người là họ sẽ ví dụ như là họ từ họ vô nhà mấy cái họ phải chùi chân mấy cái thì đó khi bao nhiêu cái họ khi và khi mà xếp cái gì đó là họ phải đúng thức lực nha. Nếu như mà làm không đủ ở những bước đó hoặc là lỡ mà sai thì sự họ sẽ quay ra họ sẽ làm lại rồi quay ra thì lại vậy thì họ đúng thức lực đó. Trong câu trách nhiệm có một cái là những người đó là hành vi gì đó tôi sẽ cho hành vi gì gì đó ha thì trong đó đó là thì cưỡng chế các chị biết cái này tôi nói nha. Có nghĩa là đọc đi đọc lại. Tại vì nó sẽ phân biệt với cái gì cái tiết vận động, tiết âm thanh. Như có những cái đứa trẻ hoặc có những người họ nheo mắt cái gì ha, đó là cái tiết bắt đầu. Thì cái đó là cái tiết vận động. Thường cái đó thì xài ví dụ như xài trong vận động cơ thể halo hay đâu thì nó sẽ hết. Nhưng mà có những người ví dụ như là hành vi định hình có nghĩa là nó cũng đơn giản hơn ví dụ như là họ sẽ bấm cái gì cái chuyện đó là định hình hoặc định hình là có thể họ sẽ xem gì đó theo cái là biết chúng ta cái camera không làm chiếc ra bốn cái thì họ ra chiếc lại thì đó là định hình là đơn giản còn cưỡng chế thì anh cứ nó lặp lại nhiều bước hơn theo tự của nó như vậy thì tùy theo họ ám ảnh cái gì mà sẽ có hành vi cưỡng chế tương tự như đó. Có mình có anh học xa đại học, anh có gia đình, anh có gia đình là tự đi hiểu vô gặp tôi thì có nhiều bạn sinh viên nhưng mà anh vô để nói là đâu em coi giùm anh đang đi thì em hỏi anh bắt đầu kể ra cái là khi anh quyết định lên học bắt đây nó gãy nhỏ nhiều lắm hỏi bây giờ tại sao nhiều nhiều thì nói là thì giống như em biết học xa đại học thì từ đến đây anh học có buổi thường thường học có buổi rồi thì sáng học nhưng mà hồi trước khi ở dưới thì anh cũng hay coi gì như là coi mấy phim về tình dục đó chẳng hạn rồi cái khi anh nói nhưng mà khi lên đây thì anh chỉ có anh đánh thường hay bật ở nhà mình á ở phòng trọ thứ hai là anh sẽ tự học anh và anh thấy anh biết cái chuyện đó là không có tốt cứ nghĩ về cái đó cứ coi phim đó và cứ làm như vậy thôi nhưng mà không có chống được
cho nghĩ là không có chấm là nó giờ anh đi học về xong nhất là anh bóc điện thoại lên gọi với bạn rủ nó đi nhậu, mà ra nhậu nói chuyện với bạn mà quên cái chuyện đó, thứ hai xỉn là về ngủ, cho nên ngày nào ta cũng nhậu. Trên lần đầu anh đi khám mình lần sau anh vẫn vợ luôn á, bà xã anh cũng biết chuyện này rồi, bây giờ cũng biết vậy đó. À, và phải làm sao thì nó có khả năng là trong tay anh đi khám có cái hành vi cưỡng chế chống người khác là gì? Gọi điện thoại cho mấy bạn mang nhậu, nhậu về đừng có nghĩ được gì hết, đừng có tự thoát khỏi. Còn tiêu chuẩn chữ lắm thì đã chỉ biết qua từ đây này, xin mời cho một cái là gì? Bởi vì là thường là các ý nghĩ ám ảnh tôn trọng là một sản phẩm đời chúng ta chỉ một cái. Có nghĩa là mình biết cái chuyện đó là không hợp lý, mình không muốn nghĩ cái chuyện đó, không muốn làm cái chuyện đó. Bệnh nhân biết đó là sai nhưng mà bệnh nhân không chống được. Nó khác với hoàn tưởng nha. Hoàn tưởng nghĩa là gì? Bệnh nhân cho là đúng. Trên ví dụ như trong đen tuôn đi ha. Ông chồng vẫn hay nghi ngờ bà vợ, nó vẫn cho là bà vợ ngoại tình gì đó. Hoàn tưởng nó sẽ khác với khám thật. Mốt bà gặp hoàn tưởng đen tuôn nó mới khó. Trời ơi ha. Mà khi người ta tin cái điều gì đó là người ta luôn tìm bằng chứng. Mình gặp hoàn tưởng đen tuôn mà nó gặp một lần thì các chị sẽ ấn tượng lại luôn. Trên bà vợ nói ông chồng tôi hay ghen luôn, đúng không? Mà nếu như mình nói là mình nói như mình mới là ông hay ghen luôn, đúng không? Thì xin lỗi, đúng là ông hay ghen luôn á, thôi chị về chị. Thì vậy đó, mai gặp giá cao lên kiếm mình. Còn nếu như bà vợ nói là ông hay ghen luôn đấy, chị nói thì sao ha? Là bảo uống mình liền. Các nhân đây nè, cho nên đó được định nghĩa này nha. Trên ám ảnh là trong suy nghĩ và cưỡng chế là trong hành vi. Nó có tiêu chuẩn. Và thường đó là những bệnh mất thời gian, ít nhất là hơn 1 giờ mỗi ngày. Nói gì những thường những ám ảnh cưỡng chế thì mất hơn 2 giờ. Okay.
đường đi tiêu hóa nó ảnh hưởng trực tiếp thì cái bệnh nó có hết mà không đủ rồi thì chắc chắn họ sẽ mệt bỏ lại điều trị tốt của họ không phải sẽ đi được biết tốt đó có thể sẽ không cho họ cái phần khác hết chứ nhiều khi mình học có mấy cái mình cứ chuyển đường đi tiêu hóa không nhiều khi mình rất là giỏi mình cho thuốc là số 1 rồi nhưng mà bởi vì cái gốc của họ là đó cái mình điều trị hoài đó mình bị mất tiếng đó điều trị với mình hoài không hết tới chừng họ hết thì họ đi chỗ khác đi chỗ khác thì họ đâu thể nói đó để điều trị đâu cái điều trị là ai nghe gì đó nó hết không cái khen nó dầu thì khi mình giữ là mình nuôi bệnh đó mà có gì mình nuôi bệnh mình phản tác dụng nha thà giới thiệu chỗ đi khám thêm đó hết xong hết tự có nghĩa là bà vợ đưa chồng tới có một triệu chứng hoặc là làm hay khóc mà thường khóc á thì chị biết hỏi gì không bắt đầu mình sẽ hỏi hay trầm cảm hỏi lo âu gì gì đó thì thường mình hay nghĩ là gì các anh chị giống như vậy mình nghĩ là khóc khi nào mình khóc thực ra nó giống khi như bà ba để khóc thì mình phải coi có những nguyên nhân nào mình mới chứng đoán ra chứ cho nên ông đó ông tới thì chỉ khóc rồi nếu như cho nên đưa cho một cái bác sĩ đang học chuyên khoa học mẫu cuốn ra bác sĩ được xuống hỏi cuốn ra đi hỏi ông có hay buồn không có chán nản không ai thu nhập chính vậy kia không có buồn không có chán gì tại vì thường mình nghĩ là khi nào khóc buồn thì khóc lo khóc vui khóc sợ khóc đau khóc còn nếu như mình thấy người nam thì khó khóc hơn chút khó rơi nước mắt hơn thường mà khóc khi mà bất lực ha được hiểu bất lực thì nghĩa là bất lực là bởi vì sao giống như là giúp cho cái người thân của mình vượt qua cái chuyện đó mình biết là chị họ chỉ cần thay đổi nhưng mà nhiều khi mình can thiệp cũng được đã không nghe là mình cảm thấy bất lực hoặc là đôi khi người thân của mình là vì lý do gì đó thì bó tay thì họ nói đương nhiên đó không ạ đó là tự nhiên muốn khóc rồi cho nên khi hỏi bài giảng không nhưng mà khi hỏi nó rất là rồi tại vì khi mình hỏi khi khóc thì liên quan đến cảm xúc không thấy rõ liên quan đến cảm xúc thì sao khóc nhưng mà đặc điểm gì có nghĩa là bạn sẽ khai khi không ạ ổng là cái điều tự nhiên đó và nhưng mà khổ một cái là ba lần đi khám nhiều và cho ba lần điều trị cuối cùng bà vợ đi khám là bà vợ khóc khóc hết tiền tại vì nếu như anh chụp CT là một tháng thì lần sau anh phải chụp cái khác anh cũng chụp CT rồi sao chụp CT nữa ba cái CT thôi nếu hai cái CT lên là một cái thì ổng lên nếu mà đỡ lên chụp CT đi khám cho thuốc hoài nha nhưng mà hỏi là để nó nói là khi tối mẹ ngủ thì khóc năm lần cứ ngủ vậy thì tự ngon vậy cái ổng khóc ré lên nha cho bộ một viên thuốc
mối quan hệ để cứu được cho nó tốt á, những người tiền thường không hiệu quả. Tại vì chỗ này thường thường á, ngoài cái chuyện mà nếu như mình chân tin mình á thì cái điều kiện hiệu quả cao hơn, nhưng mà còn một cái nữa là trong tâm thần á, có khi có những cái chuyện liên quan tới cá nhân, cho nên người ta sẽ hạn chế nói với mình. Nếu mối quan hệ của thầy thuốc là chân tốt thì người ta mới cung cấp đủ thông tin cho mình, mà khi mình đủ thông tin mình chẩn đoán mới đúng, mà chẩn đoán đúng thì điều trị mới hiệu quả. Còn mình giỏi thì mình không biết, mà mình chẩn đoán sai do không đủ thông tin thì mình cũng nói là tôi nói chuyện khuyến mãi rồi nên thêm các dụng cụ thuốc thôi chứ không hết được gì hết. Cho nên là thường thường tôi thấy là khi mà các anh, một số anh chị từ khi trước khi mà cho thuốc cho bệnh nhân, họ hay nói các bệnh nhân để khi đó cái mối quan hệ giữa bệnh nhân với những người thầy thuốc tốt hơn thì họ sẽ nghe các bác sĩ chuyên khoa được cái đó, thì cái mối quan hệ giữa họ với người bệnh nhân điều trị ở thường là thời gian kéo dài. Khi mình điều trị á, thì tùy theo cái thuốc mình cho thì cái hiệu quả nó có thể là ngay lập tức, nó là hai ngày sau nó khác rồi, một hai ngày sau nó khác rồi. Và thường sau 8 tới 16 tuần điều trị thì họ gần như là hồi phục hoàn toàn. Nhưng mà lúc đó mình không có thuốc cho các bệnh nhân, cho nên trước khi mình cho thuốc bệnh nhân mình phải tham vấn cho bệnh nhân về thuốc để có sự lựa chọn thuốc tốt nhất. Thì sẽ ngoài cái chuyện mà giống như những cái chuyên khoa khác thì ngoài chuyện là mình phải cho thuốc là không được bị rơi vô sống chỉ định, thứ hai là phải có chỉ định, thứ ba là mình không nhắc tới là gì các chị tác dụng phụ nó sẽ thường ra thuốc. Rồi còn một cái nữa là cái giá thành về cái kinh tế, thì thường cái này nếu mà điều trị lâu dài mà nếu như người ta khó khăn quá quá hạn như vậy, người ta thêm cái lo lắng về cái tế, người ta theo không nổi thì cũng như không, mình không giúp gì được cho bệnh nhân hết. Hoặc là người ta sợ bị lên cân, hoặc mình cho thuốc bị tăng cân thì người ta bỏ. Người ta sợ bị giảm cân, mình cho thuốc giảm cân là người ta bị táo bón, mình cho thuốc tăng táo bón là nguy hiểm. Người ta bị tiêu lỏng, mình cho thuốc tiêu lỏng là người ta không bỏ. Người ta có bị rối loạn về chức năng tình dục mà mình cho nó bị ảnh hưởng thì người ta cũng bỏ. Cho nên có nhiều cái cần nhắc trong sử dụng thuốc. Và thường đó là lúc đó mình sẽ tiếp tục điều trị. Và thường đó, cái lo của thì thường thường điều trị đó, thuốc thì thường phải dùng ít nhất phải 12 tháng thì nó sẽ được thuốc. Thì những nghiên cứu thì người ta thấy là sau khi sử dụng thuốc khoảng 12 tháng thì cái tỷ lệ mà tái phát đó, thường thường nó khoảng 40%. Nếu ví dụ 2 năm liên tục thì cái tỷ lệ nó giảm xuống khoảng 20%. Thực ra cái lo âu là điều trị khó lắm các chị, khó hơn là trầm cảm. Trầm cảm thì cái đáng sợ nhất là cái người xác. Lo âu thường thường là sợ chết, trầm cảm là không có sợ chết, có xu hướng chết. Nhưng mà trầm cảm là cái mối mà học cái tiêu chuẩn như nó có 2 tuần, còn lo âu thường là 6 tháng. Trong quá trình kéo dài, cái điều trị nó thường kéo dài. Có một số trường hợp đang xài thuốc nó không thành được những cái khác là mình phải đổi thuốc. Thì cái thuốc trong cái lo âu thì có những nhóm gì thì hồi tôi sẽ nói luôn cái đặc điểm của cái nhóm này, từng loại thuốc cái gì hết nói cho anh chị biết vậy. Thì anh chị biết mesotelin thường mình hai người hay xài là cái diazepam, các chị hay diazepam. Và cho dù có nghiện thì cái thuốc khác cũng không được nghiện. Lorazepam, Lorazepam, cái chữ Lorazepam là từ 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 Lorazepam là cái tên meta trong nghiện rượu xài hay xài cái gì. Thì Lorazepam là không chuyển hóa qua
chịu mới là gan. Thì cái gan mình kém á, gan còn kém mà mình cho xài thì nó không có tác dụng nhiều nha. Thì cái lô ra sinh ra là cái ta là xài cực kỳ nhanh nha. Một trong mấy cái kháng cực tử nó xài rất là tốt, nó dịu nhanh. Nhưng mà lô ra sinh ra một cái rất là đáng sợ nha. Mà rất nhiều bác sĩ xài, nghiệm dữ nha, Primogen á. Xài đi nhưng mà nghiệm khủng khiếp. Có nhiều ca nghiệm là không cắt được luôn nha. Ngưng xài là tấm tấm là bị đau lên. Là nó có sa mát rồi, các bệnh nhân các anh chị biết rồi, nó còn nhiều thứ khác nữa đấy nha. Nhưng mà cho dù là các anh chị lỡ mà làm được cái nào rồi đó, mà muốn cắt thì thường là các chị sẽ phải nói qua đi là thế nào. Có nghĩa là chuyển từ thuốc tác dụng ngắn sang thuốc tác dụng kéo dài để cắt được, nó có quy trình gì bên ngoài các chị nhé. Thì các chị mới cắt được. Còn những người mà nghiện lâu các chị rất là khó, các phải chỉ đi cho ba mới cắt được. Còn nếu như mình xài thời gian ngắn á, dưới 2-3 thì nó đi thường này cả, nha. Bây giờ mình xài chuồng, vì họ bức rất quá, họ có đi nghiện tự sát nhiều, hay là gì thế nào đó, các chị sẽ xài. Họ xài thế nào, xài thế nào thì nó sẽ có cái bài viên đấy. Cái nhóm thứ hai, cái nhóm chủ lực ấy, là nhóm ức chế tái thu trong đầu serotonin. Các chị để nhóm này cho tôi nha. Cái này là chợ ưu tiên hàng đầu, nha. Tại nó an toàn, trong đó có nhiều dự tố, như paroxetine, duoxetine, sertralin, 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 nhiều tố đó nha. Thì mỗi cái này nó cùng một nhóm, nhưng mà ví dụ như paroxetine thì nó tương đối là nhiều, nhưng mà nó có khả năng gây táo bón, dễ tăng cân chẳng hạn như vậy, chuyển nó mà gan. Trên ví dụ như bệnh nhân mà gầy ốm, ăn uống kém, có hai bị tiêu lỏng thì nó sẽ chặt tăng. Nó có thể dễ ngủ được. Còn những cái lô thì nó là gì? À, không muốn ăn, xài, không muốn ăn. Trên những người mà chỉ sợ tăng cân thì xài lô xe tên thì xài rất là tỉnh táo, kích thích. Trên mấy người mà buồn ngủ nhiều á, ngủ ban ngày á, cứ hay buồn ngủ thì mình xài lô xe tên. Thường là mình sẽ cho uống sáng, không cho uống tối. Yeah. Ví dụ như cái tiền đặc điểm mình sẽ cho họ uống sáng hay uống tối. Thì người đó hoặc phải ốm, thì người đó có bệnh gì đi kèm được. Ví dụ như giờ người đó bị gan, bị thận, hay bị cái gì khác, mình phải chọn cái nhóm thuốc cho phù hợp. Sertralin là coi như là trung bình đấy, và thường là an toàn, bởi vì xì gan có thể xài được, xì thận có thể xài được, cái gì khác bị khó nhọc nhịp tim có thể xài được. Glucosamine cũng tương đối an, sitalopram cũng vậy. Sitalopram có thể ảnh hưởng đến nhịp tim. Thì mỗi cái gì đó có đặc điểm riêng nên là cách xài cũng sẽ khác nhau. Thì tác dụng phụ của nó cũng có, vẫn có. Ví dụ như nó có tác dụng ảnh hưởng về tình dục, nó tình dục thì nó sẽ ảnh hưởng theo nhiều pha. Ví dụ như là nó sẽ làm giảm ham muốn, hay nó làm giảm cương cứng, hay nó làm giảm sức tinh, hay là nó làm cái tái phục hồi kéo dài hơn như thế. Thì nó bị ảnh hưởng và gọi là tác dụng phụ. Nhưng mà bên năm pha cái người ta vẫn xài. Xài cái tác dụng gì các chị biết không? Những người sinh tinh sớm sẽ xài. Xài cái gì, xài sao thì có nghĩa là có những người biết cái tác dụng phụ là nó có ứng dụng của nó xài. Ví dụ như người sinh tinh sớm thì chị có thể cho xài để lên. Nhưng mà khi xài thì chị sẽ biết tác dụng chính, tác dụng phụ nó sao để đảm bảo an toàn cho người dân và hoàn thành cái gì mới mềm đây. Thì cái thuốc này là ưu tiên hàng đầu trong lo và đồng cảm hôm nay nha. Liên quan tới cảm xúc và ý sáng. Thuốc chống trầm cảm qua vòng thì ở giờ cái này cũng bình thường, các chị sẽ ý là hay ăn đôi chiếc tiên liên mình hay xài. Tôi nói nghe cũng có nghe thế. Nhưng mà là sao có tác dụng phụ gì nghe thế? Gây khô miệng, táo bón, đúng không? Và những người mà có gì? Gì về mắt cái này lâu cầm rồi. Lâu cầm. Có chống chỉ định á, nha. Nên là vấn đề về mắt thì mình đến mình chú ý. Nhưng mà nó sẽ xài cái trường hợp nào. Ví dụ lo men amin là xài trong cái mặt cũng ở mặt chế nha. Hoặc là gì mình xài cho những cái nhà những bé nó mà bị tiểu nhầm á. Nó được tiểu nhầm, ví dụ như vậy. Nó tùy ra mà sẽ chọn thuốc. Nhưng mà thuốc chống trầm cảm hay dầu mà nó luôn cái cục phụ của nó.
nhưng mà liều của nó liều tối đa nó cao hơn cái gì hết. Thường thường mình xài thì một viên 25 mg, liều tối đa nó tới 10 mấy viên, nhưng không ai xài nó, xài thì nó chỉ nổi khô miệng nó nổi. Rồi ức chế ha, tái hấp thu serotonin và norepinephrine các là SNRT một số thì trong cái SNRT có phenytoin đề không phenytoin về duloxetine như thế. Cái thuốc này tác động lên không phải là serotonin không mà là cái hệ thống norepinephrine cho nên nó rất là mạnh. Và việc phenytoin thì nó là cơ chế tạo ra pha hai. Cái này chị hay cũng hay thấy xài nữa. Là bởi vì nó vừa chống trầm cảm, nó có tác dụng gây ngủ. Và một số nghiên cứu khác thì người ta thấy là đối với bệnh nhân mà hay suy thận, bệnh nhân mà có bị bệnh suy thận đó các chị, họ hay ngứa, thì một số trường hợp xài nó giảm cái triệu chứng ngứa là như suy thận mà họ ngủ được. Nhưng mà suy thận thường có trầm cảm, có mất ngủ. Hoặc là đối với bệnh nhân ung thư thì sao quá trị thường ung thư thì các chị biết rồi, cũng phải buồn ăn uống kém thì xài này vừa ngủ được ăn được, ví dụ thế, bớt buồn ăn được ngủ được chứ vẫn có xài việc ta sẽ đi như thế. Thuốc đó là rất tốt, có xài trazodone nó vẫn là thuốc phụ, nhưng mà trong cái nhóm mà đối với cái phụ thì nó là đúng là nó là xếp hàng đầu. Tại sao thì bởi vì thứ nhất là nó dẫn đến ngủ rất là nhanh trong 1 giờ và thời gian bán quỷ nó ngắn 6 đến 9 giờ, cho nên là ngủ sáng dậy được tỉnh táo, vậy cho nên nó là ưu tiên trong thuốc ngủ. Nhưng mà nó vẫn có nhược điểm của nó, chỉ nhược điểm của nó là tạo ra tư thế như thế này. Hoặc trước khi mà có những cái thuốc Viagra như là cái này thì nha, thì ông này là dùng cho mấy người đó, có nghĩa là cho nên tại dụ như trong 1.000 ca sử dụng nó là có 1 ca sẽ bị giống như là bị cái từ thương dương, có nghĩa là giữ nguyên vậy là phải vô phải thuốc máu ra mới hết. Nhưng mà cái này á trong cái ngủ là không như hàng đầu ấy, nhưng mà tác dụng ngủ thì giữa cái thuốc thì nó sẽ khác nhau. Có gabapentin, đây các chị thấy là có Ranolol. Ranolol thì mình xài cũng nhiều lắm, rồi mình biết nó tác dụng là với cái, nhưng thật sự không bao thì làm cho nó giảm nhịp tim, về sau nó chỉ giảm chút chút, mấy cái hội chứng không yêu nữa, hoặc là những người hay tay các bạn về căng đầu, đau đầu, chóng mặt. Nếu như không có chống chỉ định là xài đó. Từng nhóm nó thuận lợi gì, nó có bất lợi gì. Chủ yếu benzodiazepine không thuận lợi là tác dụng nhanh, đủ bằng chứng nghiên cứu lâm sàng, an toàn, gì hết, an toàn. Bất lợi là khả năng bị tổn thương, gây buồn ngủ, tốc độ phản ứng chậm và một số các bệnh khác. Phản ứng về khác xảy ra từ lớn tuổi thế này thì cũng rất gặp phải trên. Trên có nhiều người xài benzodiazepine đúng là nhiều người như vậy. Nhưng mà một phần cũng do bệnh nhân của mình ấy, thường nó muốn cái bệnh nhân bệnh em đó điều trị mất ngủ uống cái gì nó phái cuối cùng cho sản xuất nghiện luôn bỏ và càng ngày thì càng ngày càng ngày càng ngày càng ngày càng ngày càng nhiều lắm, nhiều lắm. Nó không phải là bị lệ thuộc, nhưng mà nó đang xài liều cao, giảm liều xuống chút.
nhôm hỏi. Nhôm hỏi không có đau đủ cho nên họ bị đau đầu chóng mặt. Cảm giác như nó lớn là thân nhiệt. Thường sẽ xuất hiện ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, ngày thứ 5 thường sẽ đau. Nhưng mà có nhiều người khi mình sợ đau đầu đang xài cũng biết. Thì khi bệnh nhân bị đó họ hay đi cấp cứu. Khó bệnh nhân nên đi ngoài Trung Quốc là cái về cái khác Singapore lúc đó hết thuốc, đến ghé chơi vài ngày cũng sao, cuối cùng là sao cái gì nhập viện ở Singapore về. Em vào đó chồng bệnh sinh viên của Singapore sẽ khác biết em bị để em chịu đựng gì không. Rồi mấy ngày sau hết thì em tốt hết năm tháng được em bệnh khi về bệnh nhân nói cho biết cho uống được đi lấy đồ tiền nữa hết. À, nhưng mà nói buồn nôn như cái chị hay nói, cái chị sẽ gặp những cái trường hợp đó là họ đâu có dữ dằn. Tuy là ít, có nghĩa là ức chế tổng hợp cái serotonin á, gây buồn có thể gây buồn nôn, nhưng mà có nhiều người buồn nôn á, anh chị xài lúc này cũng hết. Giống như có nhiều người nấc cục á, nấc cục thì mình nghĩ nó đơn giản, nhưng anh chị thấy những người mà nấc cục ba bốn ngày tuần lễ thì anh chị thấy họ sợ nấc cục khủng khiếp lắm. Mà nó không có cách nào cho họ hơn, nếu như dùng áp lực kiểu dày rồi tụt lưng hết trơn không cũng hết thì có khi phải xài thuốc chống hoặc là cổ điển hoặc là bị xe hơi. Chống trầm cảm ba hồi không nghe liệu thuốc đủ là chứng từ những thuốc lâm sàng, nhưng mà trước đây cũng tác dụng chậm, thứ hai là sợ cái này bên tim mạch lên cơn ha. Khô miệng nó bóng nhiệt nổi, có thể tử vong khi quá liều. Trên những người mà có tim mạch á, mình xài ví dụ sao mình chiết mình phải lưu ý hạn chế nó ra xài. Những người có vấn đề về mắt, con cống gì đó cũng hay để lưu ý. Rồi tới
do ba con kia đó là cứ cứ phụ vậy, kêu người ta có thêm cao đầu hay là người ta mất ngủ cái gì đó mình chọn đi. Riêng thắng mạnh tự chế thì cái này hai đầu hay gì, thường đó là cái mạnh tự chế là phải xài điện cao, sử dụng điện cao. Cho hai chữ công, không chẳng
Cho nên có nhờ trên nãy là cho cái đó việc là
giúp anh làm lên cái phần bộ phận mà diễn viên chị vậy đó. Ông vậy cái mấy bạn thôi giả bộ, ở đâu có giả bộ đâu. Tự nhiên vậy giống như giả đòi đó. Nếu anh chị không có trao đổi với chị. Thank you.
thực sự là tự chủ tự giác của họ. Nhưng mà mình nói cho biết là bệnh của anh chị là gì, cái đó là một chuyện là kiểm soát được, kiểm trị được, mà họ có tái phát hay không thì mình phải nói cho biết. Cái nguyên tắc là chắc để giảm tái phát, tại vì dù trầm cảm mình phải nói cho rõ mà, tại vì em muốn cắt thuốc điều trị thì phải nói cho biết, dường như trầm cảm mình chỉ nói đúng là trầm cảm đó, thì mình phải nói rõ là anh chị điều trị nhất nhất là bỏ thuốc thời tiết dễ, tại vì á nếu không thôi á bỏ điều trị 2 tháng sau 3 tháng sau còn bỏ thuốc gì, bỏ thuốc bởi vì sao không biết không, thấy không bình thường một lần bỏ thuốc thì có thấy không bình thường, tất cả mọi sinh hoạt bình thường, tập trung trí nhớ bình thường, ngủ ngon, bỏ thuốc mấy ngày đầu, 1 tháng đầu 2 tháng đầu có thể không bình thường nhưng họ sẽ bị lại, nhưng mà khi nếu như mà để hơn 3 tháng họ bị lại, lúc đó sẽ tính là cảm giác khác hẳn, cố gắng lại được bệnh thì lúc đó thì tôi nghĩ nào chứ lỡ nói tên